chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Quý Sửu sinh 1973, thần tài rót lộc, trúng lớn liên tiếp. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 chuyển kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh 1973 thân mến, lẽ đời chúng ta cười nhưng lòng đang đau đớn, vẫn tươi vui nhưng sự chán trường không nguôi. Chúng ta tự khẳng định bản thân nhưng bên trong trống rỗng, thực hiện những điều cần làm nhưng thiếu đi sức mạnh để đấu tranh tiếp tục. Người khác nghĩ rằng chúng ta chỉ thèm thuồng, chán trường, nhưng thực tế bên trong lòng ta như một bầu trời bão táp, là biển cả nghĩ suy. Có một câu ca dao có cho rằng, có làm thì mới có ăn, không ai đem phần cho ta một cách dễ dàng. Trên thế giới này, mỗi cuộc đời mang một câu chuyện, một số phận riêng. Tuy nhiên, liệu Quý Sửu đã từng tự hỏi tại sao có những người hiền lành, siêng năng, đầy tâm huyết phải gánh chịu sự khổ đau và vất vả, dù họ làm việc cật lực mà vẫn chẳng đủ để sống, ngày càng nợ nần chồng chất. Trong khi đó có những người sinh ra đã được hưởng phú quý, sống trong sự an nhàn và tài chính thừa thãi, không lo lắng về điều gì. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Quý Sửu sinh 1973 đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Chúng tôi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được, quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Quý Sửu có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu viên mãn. Trong 12 con giáp thì con giáp tuổi Quý Sửu là cầm tinh con trâu. Hình ảnh con trâu đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người nông dân Việt Nam ta, thể hiện sự lao động cần cù, vất vả. Vì thế, năm Sửu cũng là năm tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Người sinh năm Sửu đa phần là người đáng tin cậy. Họ sống có nguyên tắc trong công việc, không ngại gian nan, họ làm việc cẩn thận. Không biết mệt mỏi là gì, chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua câu cực như trâu mà người Việt ta hay nói dí don rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, trong sự nguyên tắc vẫn luôn tồn tại sự công bằng. Họ biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng đôi khi bạn muốn thay đổi quan điểm của họ cũng rất khó khăn đấy. Những người tuổi Quý Sửu mệnh mộc, có tài lãnh đạo, tổ chức quản lý người khác, họ có lập trường chắc chắn, vững vàng, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm. Đối với họ, càng gian nan, thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng vang dội, vinh quang bấy nhiêu. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu còn được trời phú cho khả năng làm quản lý. Cho dù trình độ, năng lực của họ không được cao siêu, nhưng ở bất cứ công việc nào, khả năng quản lý của họ là rất tốt, hiệu quả công việc của họ tốt hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Người tuổi Quý Sửu thích hợp với vai trò là người chủ hoặc người quản lý. Họ thích hợp với môi trường làm việc tập thể. Chỗ đông người, ở đó, họ dễ trở thành những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc mà ít người có thể đạt được thành công như họ. Với tính cách của tuổi Quý Sửu, chuyện tình cảm hoàn toàn được xác định rất nghiêm túc, rõ ràng. Yêu có nghĩa họ xác định sẽ kết hôn với người đó. Họ say mê và tự hào với tình cảm thiêng liêng này và thường dùng những từ ngữ có cánh để ca ngợi người yêu của mình, muốn cho tất cả mọi người biết rằng người yêu của mình xinh đẹp, đáng yêu như thế nào. Người tuổi Quý Sửu là con giáp rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng, nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Xe Quý Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi,
mà ngược lại, họ luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Những người này trung thực, hào phóng. Ngoài ra, sự thân thiện của họ còn thu hút nhiều bạn bè xung quanh, và chính những người bạn này sẽ hỗ trợ cho tuổi Quý Sửu rất nhiều trong công việc. Họ có tham vọng, gây sức ảnh hưởng tới người khác và tạo nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Những người thuộc cung này thường thích theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Vì thế, cho dù họ không trở thành doanh nhân thì cũng vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi Quý Sửu có tầm nhìn dài hạn nhưng cũng rất nhạy cảm, thích mạo hiểm. Họ sẽ sử dụng những cách thức khác biệt để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những lý tưởng của mình, họ vẫn sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro cuộc sống. Họ là những người giàu nghị lực và lao động không biết mệt mỏi, luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống của gia đình mình. Hầu như những người tuổi Quý Sửu đều thích cảm giác an toàn. Tuy nhiên, một lúc nào đó, họ cũng có thể chấp nhận sự mạo hiểm để sự nghiệp của mình được tiến triển tốt đẹp. Những người thuộc tuổi Quý Sửu thường mang đầy đủ đức tính cần cù, trung thực và đáng tin, với tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập đáng kinh ngạc. Họ còn được biết đến với tư duy logic sắc bén và khả năng đối phó với những thách thức phức tạp để thiết lập một mối quan hệ tốt. Với người tuổi Quý Sửu, việc tôn trọng tính cách riêng của họ, thấu hiểu cả khía cạnh mạnh và yếu của họ cùng việc chú ý đến cách giao tiếp sẽ giúp họ đạt được sự hòa hợp tốt nhất. Xem bói tử vi thấy rằng, cuộc sống của người tuổi Quý Sửu từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong cuộc đời, tuổi Quý Sửu có nhiều bạn bè tri kỷ tốt, mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu là những người rất mạnh dạn, luôn chủ động trong mọi việc chứ không có thói quen chờ đợi người khác. Tuy nhiên, vào những lúc cần thiết, họ lại dịu dàng, ngoan hiền. Chính đặc điểm, tính cách này đã giúp họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận thì gia đình trở nên khá giả, nhờ con cái mà cuộc sống có nhiều niềm vui. Nam mệnh tuổi Quý Sửu rất kiên trì trong chuyện tình cảm và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn. Cho dù thất bại trong tình yêu thì họ cũng tiếp tục tin tưởng về một người xứng đáng dành cho mình. Họ cũng là những người rất tích cực, thích tham gia vào các hoạt động xã hội, không thích những người phụ nữ hướng nội hoặc trầm tĩnh quá. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Ngũ hành xung khắc sẽ tác động không nhỏ đến lĩnh vực tình cảm và sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong thời điểm này. Trong gia đình hoặc trong mối quan hệ có thể sẽ xuất hiện những sự bất đồng, bất hòa do không tìm được tiếng nói chung. Điều này đòi hỏi bạn cần dành thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, học cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương. Nếu để căng thẳng kéo dài, nó không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ mà còn gây hại cho sức khỏe, tinh thần của bạn. Tâm lý căng thẳng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những vấn đề về sức khỏe, từ giấc ngủ không ngon đến những triệu chứng mệt mỏi kéo dài. Hãy tìm cách giải tỏa stress bằng cách dành thời gian cho bản thân, tập luyện những thói quen lành mạnh như thiền, yoga hay đơn giản là toàn bộ để tâm trí được thư giãn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Quý Sửu sẽ bước vào một giai đoạn khá biến động với những thử thách xen lẫn cơ hội dưới tác động của sao tứ lục nhập cung chính đông. Vận khí của bạn lên xuống thất thường, vừa mới đón nhận những tín hiệu tích cực đã thấy ngay sự suy giảm xuất hiện, khiến cho mọi kế hoạch bạn đặt ra dường như thiếu sự ổn định và dễ bị đảo ngược. Vận trình thời điểm này bị ảnh hưởng bởi sao xấu, điều đó làm giảm đi ý chí chiến đấu của tuổi Quý Sửu trong công việc. Có những lúc bạn cảm thấy công việc không diễn ra như mong đợi. Những kế hoạch trước đó tưởng chừng như vững chắc nay lại gặp trở ngại khó lường. Cảm giác bất ổn có thể sẽ xâm chiếm tâm trí bạn, tạo nên những phút giây lo âu và mất cân bằng. Có lẽ sẽ có người nhìn vào và nhận xét bạn đang yếu đuối, nhưng thực chất bạn đang lựa chọn một chiến lược khôn ngoan hơn, tạm lùi một bước để chuẩn bị tiến hai bước dài hơn trong tương lai.
Những người tuổi Quý Sửu vốn dĩ có sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Dù cho thử thách trong thời điểm này có lớn đến đâu, quan trọng là bạn vẫn giữ được niềm tin vào bản thân và tương lai. Chỉ cần có đủ lòng tin, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại hiện tại. Sau cơn mưa trời lại sáng và rồi sẽ đến lúc bạn nhận lại những điều xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, chốn công sở sẽ không hoàn toàn yên bình trong thời điểm này. Với sự hiện diện của sao Thiên Cẩu, bạn có thể phải đối mặt với những thị phi, xung đột không đáng có những kẻ âm thầm chơi xấu, gieo rắc những lời đồn đại gây tổn hại danh tiếng của bạn. Điều này chính là một lời cảnh báo để bạn cẩn trọng hơn trong giao tiếp, hạn chế tin tưởng quá mức vào những mối quan hệ không rõ ràng. Dù vậy, sự hiện diện của sao Tam Hội sẽ mang lại cho bạn sự an ủi và trợ giúp kịp thời từ những người bạn tốt trong lúc khó khăn. Bên cạnh những kẻ gây chuyện, vẫn còn những người đồng hành luôn sẵn lòng giang tay hỗ trợ bạn vô điều kiện. Đây chính là nguồn động lực lớn để bạn vượt qua những giai đoạn thử thách. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973 là một thời điểm đầy biến động, nhưng không hề thiếu đi cơ hội để bạn rèn luyện lòng kiên nhẫn và bản lĩnh của mình. Những khó khăn có thể đến từ công việc, mối quan hệ hay sức khỏe, nhưng nếu bạn đủ bình tĩnh và sáng suốt thì mọi thứ rồi sẽ ổn định trở lại. Đây cũng là lúc bạn cần dựa vào những mối quan hệ đáng tin cậy, tìm kiếm sự hỗ trợ và lạc quan hướng về tương lai. Giống như người thầy phong thủy từng nói, vận mệnh không phải là thứ ta chỉ đơn giản đón nhận, mà là thứ ta xây dựng và điều chỉnh bằng sự bình tĩnh và trí tuệ. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Sửu có phần bấp bênh và đầy thử thách. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh suy, con đường công danh của bạn dường như không mấy suôn sẻ. Những thay đổi đột ngột, những dự án tưởng chừng như vững chắc lại bị lung lay, khiến cho bạn cảm thấy bối rối và hoang mang. Đôi khi, bạn tự hỏi liệu mình đã chọn đúng hướng đi hay chưa, và những thách thức này có phải là dấu hiệu của sự chững lại. Thế nhưng, đừng quá lo lắng, vì sự hoang mang này chỉ là cảm xúc tạm thời như một làn gió thoảng qua. Khi bạn được sự động viên và hỗ trợ từ những người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được sức mạnh nội tâm. Đây cũng chính là cơ hội để bạn tự nhìn nhận lại bản thân, để nhận ra rằng mỗi trở ngại trên con đường sự nghiệp không phải là sự cản trở, mà là nền tảng để bạn phát triển thêm kỹ năng, kiến thức và tăng cường sự tự tin khi đối mặt với những khó khăn này. Con giáp tuổi Quý Sửu không hề hoảng sợ hay lùi bước. Trái lại, mỗi thử thách là một cơ hội để bạn bồi dưỡng thêm kinh nghiệm, học hỏi những bài học mới và phát hiện ra những điểm yếu cần phải khắc phục. Trong cái rủi luôn có cái may, và đôi khi chính những trở ngại lại là động lực để bạn tìm ra hướng đi mới, một con đường chưa từng nghĩ tới nhưng lại mang đến sự đột phá bất ngờ. Những cú vấp ngã không làm bạn chùn chân mà chỉ khiến bạn thêm kiên cường, bởi lẽ bạn hiểu rằng thành công không phải là con đường trải qua hồng, mà là chuỗi những lần vấp ngã và đứng dậy. Trong chính những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, bạn lại phát hiện ra mình có một sức mạnh nội tại vô cùng lớn, khả năng kiên nhẫn và phân tích tình hình một cách sáng suốt. Chính nhờ sức mạnh này, bạn sẽ tìm ra những giải pháp tối ưu dù hoàn cảnh có phức tạp đến đâu. Thời điểm này không chỉ là giai đoạn bạn đối mặt với khó khăn, mà còn là lúc để bạn tự hoàn thiện bản thân. Những mảng kiến thức và kỹ năng còn yếu kém cần được bổ sung để tương lai bạn sẽ vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp. Mỗi khó khăn xuất hiện chính là lời nhắc nhở rằng để tiến xa, chúng ta không thể chỉ dựa vào may mắn mà cần phải liên tục rèn luyện và trau dồi bản thân. Dù thành quả chưa đến ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất là bạn đã duy trì được sự bình tĩnh và khả năng nhìn nhận rõ ràng vấn đề. Bạn hiểu rằng, không phải mọi thứ đều có thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều, nhưng với sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, bạn sẽ từng bước cải thiện tình hình công việc, có thể đầy rẫy những thử thách. Nhưng với tuổi Quý Sửu, đây không phải là lúc bạn lùi bước. Với tinh thần kiên cường và khả năng phân tích sắc bén, bạn sẽ tìm ra những hướng đi mới và giải pháp hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn. Như một ngọn núi cao đứng vững trước giông bão, tuổi Quý Sửu sẽ sử dụng sức mạnh nội tâm để đương đầu với mọi thử thách, không chỉ để tồn tại mà còn để vươn lên mạnh mẽ hơn. Những thách thức trước mắt không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để bạn tỏa sáng. Bạn không chỉ đối phó mà còn biết cách biến đổi nghịch cảnh thành sức mạnh để tiến xa hơn.
Đôi khi, trong những thời điểm khó khăn nhất, ta mới có thể khám phá ra tiềm năng thật sự của mình. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ là thời gian để bạn chứng tỏ bản lĩnh. Không chỉ đơn thuần là vượt qua khó khăn mà còn là thời điểm để bạn nâng tầm sự nghiệp của mình. Hãy tự tin vào khả năng của mình, bởi sau mỗi cơn bão trời luôn sáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu tỏa sáng rực rỡ dưới sự bảo trợ của sao thiên tài. Đây là giai đoạn mà may mắn bất ngờ đến với bạn, thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống vốn có phần mệt mỏi, uể oải. Trước đó, thiên tài không chỉ mang lại vận may mà còn khơi dậy trong bạn niềm tin mạnh mẽ về sự phục hồi và tiến triển về tài chính. Khi bạn cảm thấy đôi chút đuối sức, chợt nhận ra những nỗ lực và công lao trong quá khứ bỗng dưng trổ hoa, gặt hái được những thành tựu giá trị. Từng công việc phụ, khoản đầu tư cũ hay những mối quan hệ thân tình đều đem lại những nguồn thu nhập đáng kể, giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại. Tiền bạc dường như tự nhiên tìm đến với tuổi Quý Sửu như dòng suối chảy qua đời bạn, nhẹ nhàng nhưng đều đặn mang theo những khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt, con giáp tuổi Quý Sửu trong thời điểm này không chỉ nhận được tiền bạc từ công việc chính, mà còn có những khoản thu phụ đến từ các dự án bên lề, những công việc tạm thời hoặc từ chính sự hỗ trợ của người thân. Đôi khi, sự giúp đỡ này đến một cách bất ngờ, không hề do bạn yêu cầu nhưng vẫn hiện diện như một sự ưu ái mà vũ trụ dành cho bạn. Đó có thể là một khoản tiền từ người thân, bạn bè hay thậm chí là những cơ hội đầu tư từ trước, nay mới bắt đầu sinh lời. Điều đáng nói là bạn không chỉ ngồi đó chờ đợi vận may tìm đến mà còn biết cách tối ưu hóa nó. Nhờ sự tin tưởng và tỉnh táo, bạn nắm bắt những cơ hội, tận dụng sự giúp đỡ để cải thiện không chỉ tình hình tài chính hiện tại mà còn hướng đến một tương lai ổn định, thịnh vượng hơn. Một điểm đặc biệt trong thời điểm này là mặc dù bạn không yêu cầu những người xung quanh, nhưng họ vẫn chủ động ra tay giúp đỡ. Đó có thể là những người bạn thân thiết, đồng nghiệp hay thậm chí là những người chỉ vừa mới quen biết nhưng lại sẵn lòng hỗ trợ. Điều này chứng tỏ tuổi Quý Sửu đang được vận may bao bọc và những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn xây dựng từ trước đến nay đã bắt đầu mang lại thành quả ngọt ngào. Tuy nhiên, đây cũng là lúc để bạn thể hiện sự biết ơn và sẵn lòng cho đi. Bản mệnh có thể bắt đầu thực hiện những hành động tử tế. Cho đi không chỉ là tiền bạc mà còn là sự hỗ trợ tinh thần, sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của người khác. Khi bạn biết cách khơi thông dòng chảy của tiền bạc, không giữ lại cho riêng mình và sẵn sàng chia sẻ thì vận may sẽ tiếp tục đến với bạn, không chỉ trong thời điểm này mà còn mở ra con đường tài lộc dài hạn trong tương lai. Với sự xuất hiện của thiên tài, tuổi Quý Sửu không chỉ dừng lại ở việc nhận được những khoản tài lộc tạm thời, mà còn dần xây dựng một cuộc sống thịnh vượng, lâu dài. Khi bạn biết cách tận dụng vận may kết hợp với tinh thần làm việc chăm chỉ và cống hiến, tài lộc sẽ không ngừng phát triển. Đây chính là thời điểm bạn có thể nâng tầm cuộc sống của mình, biến những khó khăn trước đó thành cơ hội để vươn xa hơn bằng cách phát triển sự sẵn lòng cho đi và khơi thông dòng chảy của tiền bạc. Tuổi Quý Sửu đang mở ra một chương mới cho cuộc sống của mình. Hành động tử tế hôm nay sẽ là hạt giống của sự thịnh vượng trong tương lai. Bạn không chỉ đón nhận vận may trong thời điểm này mà còn chuẩn bị cho một cuộc sống sung túc, đủ đầy kéo dài đến cả những năm tháng về sau. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này là một giai đoạn vàng son của tuổi Quý Sửu về mặt tài lộc, với sự hỗ trợ của thiên tài. Bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc mà còn khám phá ra giá trị của sự chia sẻ và lòng nhân ái. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên sự thịnh vượng lâu dài trong tương lai, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới, đầy hứa hẹn và thành công. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Sửu 1973, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho người tuổi Quý Sửu về mặt tình duyên và gia đạo. Đây là thời điểm mà các mối quan hệ trong gia đình và xã hội trở nên sâu sắc hơn, tạo ra sự hòa thuận và an yên trong cuộc sống. Vận trình của thời điểm này nhấn mạnh vào sự ổn định và ấm áp trong gia đình, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong mối quan hệ làm ăn, kinh doanh. Trong thời điểm này, người tuổi Quý Sửu sẽ nhận ra rằng, dù có bận rộn với công việc bên ngoài thế nào, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất. Các thành viên trong gia đình không chỉ là nơi bạn tìm về sau những bộn bề của cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Không khí gia đình ấm cúng,
an hòa sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể tập trung cho công việc và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đây cũng là thời gian thuận lợi để bạn hướng dẫn con cháu trong nhà về những giá trị truyền thống tốt đẹp, khuyến khích chúng tu dưỡng đạo đức, học tập và thực hành những điều thiện lành. Bản mệnh hãy dành thời gian để truyền dạy cho thế hệ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc sống có đức, tích phúc. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như giúp đỡ người khác, hãy hiếu kính với ông bà, cha mẹ sẽ giúp tích tụ phước báo không chỉ cho đời này mà còn cho các đời sau. Trong công việc, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này đánh dấu sự mở rộng trong mối quan hệ làm ăn của tuổi Quý Sửu. Bạn có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những đối tác đáng tin cậy, những người có cùng chí hướng và sẵn sàng hỗ trợ bạn phát triển. Nhờ đó, công việc của bạn tiến triển thuận lợi, nhiều dự án mới được khởi động và hứa hẹn mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý giữ vững đạo đức trong làm ăn, luôn duy trì lòng trung thực và trách nhiệm với các mối quan hệ đối tác để tạo dựng niềm tin lâu dài. Lời khuyên dành cho bạn là hãy làm việc với sự cẩn trọng và tinh thần lạc quan, không nên vội vàng, hấp tấp trong bất kỳ quyết định nào. Thái độ sống chân thành và cầu thị sẽ giúp bạn thu hút được sự trợ giúp từ nhiều người, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Khi mọi việc được tiến hành dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc, bạn sẽ thấy sự nghiệp thăng hoa hơn bao giờ hết. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng là giai đoạn mà người tuổi Quý Sửu nên tập trung vào việc tích lũy công đức, cải thiện vận mệnh của mình thông qua những việc làm thiện nguyện và tấm lòng hướng thiện. Bản mệnh hãy nhớ rằng, mọi điều tốt đẹp mà bạn tạo ra không chỉ đem lại phúc lành cho cá nhân mình, mà còn lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến những người xung quanh trong gia đình. Bạn có thể khuyến khích con cháu tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay đơn giản là làm việc tốt hàng ngày như giúp đỡ hàng xóm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. Đây là cách để giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của lòng nhân ái, đồng thời tích tụ phước báo cho bản thân và gia đình. Những hành động nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh lớn, giúp gia đạo thêm phần bình an, yên ổn. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Quý Sửu một gia đạo an lành. Các mối quan hệ trong gia đình và xã hội đều phát triển tích cực. Công việc làm ăn có nhiều cơ hội mới. Quan trọng là bạn biết cách duy trì sự trung thực và đạo đức trong từng quyết định. Bản mệnh nên tập trung vào việc tích phúc, làm việc thiện để cải thiện vận mệnh, không chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình và con cháu. Khi sống trong sự an yên và lòng hướng thiện, bạn sẽ thấy cuộc đời ngày càng thăng hoa và tràn đầy niềm vui. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận trình sức khỏe của tuổi Quý Sửu có phần thăng trầm dưới ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu. Sự xuất hiện của hung tinh này không chỉ mang lại những trở ngại về sức khỏe, thể chất mà còn tác động mạnh đến trạng thái tinh thần của bản mệnh. Thiên Cẩu kéo theo những cảm giác mệt mỏi, mất ngủ và những cơn đau đầu khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nếu không biết cách tự chăm sóc bản thân trong giai đoạn này, người tuổi Sửu dễ gặp phải những vấn đề như khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hoặc thậm chí mất ngủ kéo dài. Điều này không chỉ khiến sức khỏe thể chất của bạn suy giảm mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn đến trạng thái căng thẳng, lo âu và suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy sắp xếp lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý, tránh làm việc quá sức. Đừng tham công tiếc việc mà quên đi việc chăm sóc bản thân, bởi khi cơ thể mệt mỏi, hiệu quả công việc cũng sẽ giảm sút. Tuổi Quý Sửu cần hiểu rằng không phải lúc nào nỗ lực làm việc đến kiệt sức cũng mang lại thành quả xứng đáng. Thời điểm này, tinh thần của bạn có thể bị suy giảm, làm cho công việc không đạt được hiệu quả mong muốn. Do đó, hãy học cách buông những điều không cần thiết, tạm dừng khi cần để cơ thể và tâm trí có thời gian hồi phục. Khi sức khỏe đã được cải thiện, bạn sẽ cảm thấy tinh thần tươi mới và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, thiền định hoặc thực hành các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe tinh thần như yoga, tập hít thở sâu. Đây không chỉ là cách để giảm bớt căng thẳng mà còn giúp bạn tái tạo năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục công việc trong tương lai. Đừng quên, khi tâm hồn bình an thì sức khỏe thể chất cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Vào thời điểm giao mùa, thời tiết có xu hướng thay đổi, không khí trở nên khô hanh hơn. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe cho tuổi Quý Sửu, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp và da. Bạn có thể dễ gặp phải tình trạng khô mũi, khô da, đặc biệt là khi ra ngoài trong những ngày lạnh.
Để bảo vệ sức khỏe, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài, sử dụng kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm cho da và đảm bảo cơ thể luôn được giữ ấm. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý đến việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tăng cường các loại thực phẩm giàu vitamin để nâng cao sức đề kháng, uống nhiều nước và bổ sung thêm trái cây, rau xanh trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng khô da, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn trong điều kiện thời tiết khô lạnh. Đối với những người lớn tuổi trong gia đình, đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, bởi mạch máu của họ dễ bị tắc nghẽn, dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Để tránh những rủi ro này, hãy khuyến khích người thân trong gia đình tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sát sao sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, việc kiểm tra huyết áp, mạch máu định kỳ là rất cần thiết để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Người lớn tuổi nên chú trọng đến việc vận động vừa phải như đi bộ, tập dưỡng sinh và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng nhằm duy trì sự lưu thông của máu. Đồng thời, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, ít dầu mỡ, hạn chế đồ ăn nhanh và tăng cường thực phẩm giàu chất xơ omega 3 sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu cần được đặc biệt quan tâm. Dưới ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, cả thể chất và tinh thần của bản mệnh đều có xu hướng giảm sút. Việc điều chỉnh lối sống, biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cùng với sự chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn trong thời điểm này. Đặc biệt, không chỉ tự chăm sóc bản thân, người tuổi Quý Sửu cũng nên dành sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình để đảm bảo một thời điểm an lành hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch hứa hẹn mang đến cho tuổi Quý Sửu một luồng năng lượng tích cực và mạnh mẽ. Đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp, đây là thời điểm bạn có thể cảm nhận được sự vững chắc trong công việc và sự tự tin trong mọi quyết định. Hãy để bản thân dẫn đầu với lòng kiên định và động lực, không ai có thể ngăn cản bạn đạt được những gì mình mong muốn. Năng lượng tích cực trong sự nghiệp sẽ tạo ra cơ hội để bạn tiến xa hơn. Những dự án mà bạn đang theo đuổi có thể gặt hái được thành công rực rỡ. Nhờ vào sự chăm chỉ và quyết tâm của bạn, bạn có thể cảm thấy được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, tạo nên bầu không khí làm việc thân thiện và hợp tác. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân trong công việc. Đặc biệt, tuần này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn tự chữa lành những cảm xúc của mình. Khi bạn cảm thấy được an ủi và hỗ trợ trong công việc, những vấn đề trong cuộc sống riêng tư sẽ nhẹ nhàng hơn. Hãy sử dụng những bài học từ công việc để làm giàu cho tâm hồn và giúp bạn tìm ra sự cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến vấn đề tài chính. Sự xuất hiện của đại hao trong tuần này là lời nhắc nhở bạn nên khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc, dù là những món đồ nhỏ hay lớn. Hãy lập kế hoạch trước khi mua sắm, đừng để cảm xúc dẫn dắt bạn đến những quyết định tiêu tiền không cần thiết. Một kế hoạch tài chính hợp lý sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và an tâm trong cuộc sống. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu của mình, tránh xa những cám dỗ tiêu dùng không cần thiết. Thay vào đó, hãy đầu tư vào những thứ mang lại giá trị lâu dài hoặc trải nghiệm có ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Tuần này sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn tự tin dẫn dắt sự nghiệp của mình, củng cố các mối quan hệ xung quanh và quản lý tài chính một cách khôn ngoan. Hãy nhớ rằng, bên cạnh những thành công bạn đạt được, việc giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị cũng là điều quan trọng không kém. Hãy để những điều tốt đẹp đến với bạn và đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình này. Tuần này, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ xung quanh mình, dù là với gia đình, bạn bè hay những người quen. Bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối và yêu thương. Đây cũng là thời điểm tốt để củng cố những mối quan hệ này, tạo ra bầu không khí hài hòa trong cuộc sống. Hãy dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ với những người thân yêu. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ hơn. Trách nhiệm sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong tuần này. Hãy lắng nghe trái tim mình và dựa vào những người mang lại cho bạn cảm giác yêu thương và an toàn nhất. Đôi khi,
Chỉ cần một cái ôm hay một cuộc trò chuyện chân thành cũng đủ để bạn cảm thấy được nâng nở. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ trải qua nhiều cảm xúc và thách thức, nhưng cũng có cơ hội để khám phá bản thân và củng cố những mối quan hệ xã hội. Hãy sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ và tìm kiếm nguồn cảm hứng từ cuộc sống xung quanh. Trong tuần này, công việc của bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Năng lượng từ vũ trụ khuyến khích bạn tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Bạn có thể tìm thấy những cơ hội tốt để kết nối và mở rộng mạng lưới xã hội. Điều này có thể mang lại cho bạn những hợp tác và ý tưởng mới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người xung quanh. Sự xuất hiện của tương quan là lời nhắc nhở bạn nên giữ cho mình sự cảnh giác. Đừng vội tin người, đặc biệt là với những ai thể hiện dấu hiệu không đáng tin cậy. Tuần này cũng sẽ yêu cầu bạn phát huy khả năng sáng tạo và tư duy độc lập. Hãy để những ý tưởng mới của bạn bay xa và đừng ngại chia sẻ chúng với người khác. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không muốn giao lưu hay tham gia các hoạt động xã hội, đừng ép bản thân phải làm điều đó. Hãy dành thời gian cho sở thích cá nhân để hồi phục năng lượng và tạo ra sự thư giãn cho tâm hồn. Ảnh hưởng của tiểu hao sẽ khiến hầu bao của bạn không được rủng rỉnh như mong đợi. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khoản chi phí bất ngờ. Dù là nhỏ nhưng khi cộng lại sẽ trở thành gánh nặng tài chính lớn. Hãy cẩn trọng với từng khoản chi tiêu, lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh tình trạng thâm hụt không đáng có. Đặc biệt, hãy xem xét lại thói quen chi tiêu của mình. Nếu có thể, hãy tạm dừng các khoản mua sắm không cần thiết và ưu tiên những thứ thực sự quan trọng. Thời gian này là cơ hội tốt để bạn học cách tiết kiệm và quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn. Vận trình tình cảm có thể không như ý trong tuần này. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống xã hội của mình bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm trạng và cảm xúc cá nhân. Nếu bạn không muốn tham gia vào các hoạt động xã hội hay cảm thấy buồn bã, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Có thể tuần này bạn sẽ cảm thấy muốn rút lui vào thế giới riêng của mình hơn là giao lưu với mọi người. Tuy nhiên, sau những nỗi buồn, bạn sẽ học được cách trân trọng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy tập trung vào những mối quan hệ mang lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Đồng thời tránh xa những mối quan hệ giả dối và độc hại. Tình bạn chân thành và những cuộc trò chuyện sâu sắc sẽ giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn trong tuần này. Nhìn chung, tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm để tuổi Quý Sửu suy ngẫm và củng cố bản thân. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng cũng cần giữ cho mình sự cảnh giác trước những cám dỗ và người không đáng tin cậy. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân và chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng. Cuối cùng, hãy quản lý tài chính một cách thông minh để vượt qua những khó khăn tài chính hiện tại. Hãy nhìn về phía trước với lòng lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Quý khán giả thân mến, để gia tăng may mắn và tài lộc cho mình, tuổi Quý Sửu sinh 1973 có thể áp dụng phong thủy hợp mệnh cho mình. Một trong những cách cải mệnh đơn giản và dễ áp dụng nhất đó chính là trồng cây xanh phong thủy. Theo các chuyên gia trồng cây cảnh, phong thủy phù hợp với từng không gian và hợp tuổi sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Do đó, cần phải có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi chọn cây cảnh phong thủy trong nhà. Vậy những người tuổi Quý Sửu hợp cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn? Tuổi Quý Sửu là những người sinh 1973 thuộc ngũ hành Mộc Tang Đố Mộc. Theo ngũ hành tương sinh trong phong thủy, thủy sinh mộc. Vì vậy, các cây màu xanh lá cây thuộc hành mộc ra, thì tuổi Quý Sửu cũng có thể trồng các cây màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy. Ngoài ra thì tránh mua những cây có màu trắng bạch thuộc hành kim, vì kim khắc mộc. Những cây có màu đỏ cam, tím, hồng thuộc hành hỏa, vì mộc sinh hỏa. Mệnh mộc bị thua thiệt, tiêu hao và không tốt cho vận mệnh của Quý Sửu, mà nước gỗ thuộc hành mộc, những nguồn năng lượng là gam màu đậm đà. Khi liên tưởng tới sô-cô-la, cà phê, màu của gỗ gụ, màu của chậu cây trong nhà, người tuổi Quý Sửu nên trang trí có màu nâu gỗ thì sẽ rất tốt cho cung gia đạo, cung tài lộc và cung danh vọng. Loại cây này màu tương sinh như là sen đá, rất hợp với tuổi Quý Sửu. Màu xanh lá thì thể hiện sự tươi tắn, trong lành và mang lại cảm giác trong một điểm khởi đầu mới. Màu xanh lá có ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp bạn đẩy lùi những hồi hộp và lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Số lượng chậu hoa đặt trong nhà hợp tuổi Quý Sửu là 3 hoặc là 8 chậu.
Vật liệu phù hợp là các loại chậu gỗ, chậu sành hoặc là chậu làm từ mây tre đang để trồng cây cảnh. Một số loại cây thích hợp để trồng trong không gian nhà tuổi Quý Sửu là sen đá nâu, cỏ đồng tiền, trầu bà, kim ngân, thủy sinh. Họ cây tùng trúc, cây ngọc bích, cây hoa lan, sâm cảnh dạng niên, thanh cây kim tiền, các loại cây cỏ sữa. Quý bản mệnh tuổi Quý Sửu thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh 1973 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là linh vật có hình thù đặc biệt, chỉ ăn tiền vàng gấm dốc và không có hậu môn, nên chúng có khả năng chiêu tài, cầu lộc, giữ tiền của. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh 1973, Tỳ Hưu phong thủy có thể giúp họ tránh ra năng lượng tiêu cực và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực. Các biểu tượng này thúc đẩy sự tự tin và tạo niềm tin vào khả năng của bản thân. Ngoài ra, Tỳ Hưu phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Quý Sửu sinh 1973 kiên trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm cách thức để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tài chính. Trụ Thạch Anh. Trụ Thạch Anh được chế tác hoàn toàn từ đá Thạch Anh tự nhiên, nên có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và tạo ra môi trường yên tĩnh. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh 1973, trụ đá Thạch Anh có thể giúp họ loại bỏ căng thẳng và tạo điều kiện cho tâm hồn thư thái. Ngoài ra, trụ đá Thạch Anh còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Quý Sửu sinh 1973 duy trì lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết về tinh thần, tâm hồn. Các biểu tượng này khuyến khích họ tìm kiếm sự tinh khiết và mang đến may mắn, bình an. Tượng Thuyền Buồm. Giới tính linh hoạt và khao khát phát triển, thuyền buồm phong thủy đóng vai trò như một biểu tượng hướng dẫn và khuyến khích họ tạo nên cuộc sống thịnh vượng. Thuyền buồm được xem là biểu tượng của công việc, điều hướng cuộc đời và khám phá cơ hội mới. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh 1973, thuyền buồm có thể giúp họ xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Biểu tượng này thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm trong công việc, đối mặt với sóng gió của cuộc sống. Ngoài ra, thuyền buồm phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp tuổi Quý Sửu sinh 1973 duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng tìm kiếm cơ hội và tận dụng những lợi thế sẵn có. Hồ lô. Hồ lô thường có hình dáng của trái lê, thể hiện sự hoàn mỹ và tinh thần phát triển. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh 1973, hồ lô là biểu tượng của việc đầu tư vào tri thức và phát triển tinh thần. Vật phẩm này giúp thu hút tài lộc, vận may và xua đuổi tà khí. Ngoài ra, hồ lô còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Quý Sửu sinh 1973 kiên trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Vật phẩm này thúc đẩy họ không ngừng học hỏi, phấn đấu, phát triển cá nhân và tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.